cho các bạn xem. Thì trước khi vào đề thì cô có nói thêm một phần. Thì các bạn có legit ghi vô nha. Thì theo Tổ chức Y tế Thế giới thì cái bệnh này nó là tử vong đứng hàng thứ 3 nha, sau cái đột quỵ với nhồi máu cơ tim. Rồi, nhưng ở trong cộng đồng của chúng ta thì người ta đã báo động là bởi sao? Bởi vì những cái nước mà đang phát triển như là Việt Nam của chúng ta thì bệnh viêm phổi cộng đồng này nó mắc 5 lần so với nước phát triển. Nha. Tại sao người ta hỏi tại sao vậy? Thì người ta mới nói rằng là đây là một cái bệnh nó tiến triển nặng và nó gây biến chứng tại chỗ, rồi nó gây biến chứng toàn thân, rồi sau đó thì tử vong. Rồi, cái điểm thứ hai nữa các bạn cần nắm nữa là gì? Là cái tình trạng nhiễm trùng của nhu mô phổi của người bệnh ở bên ngoài của bệnh viện nha. Khi người bác sĩ mà khám phá ra thì người bệnh nằm ở ngoài bệnh viện chứ không phải là trong bệnh viện. Rồi một điểm nữa, nó có ba hình thức. Hình thức thứ nhất là viêm phế nang, tức là viêm phổi thùy hoặc là phế quản với viêm nha. Rồi sau cùng là một cái viêm tổ chức mô kẽ của phổi. Rồi thì một lát nữa cô sẽ nói rõ ràng về vấn đề này. Rồi thì bây giờ bắt đầu trên màn hình cô tiếp tục nha. Rồi. Thì cái gì các em không hiểu thì cô nói chậm lại. Để đây cô chơi thôi. Thì cái anh viêm phổi này nè, đó là nguyên nhân thứ hai gây tử vong cho trẻ dưới 5 tuổi. Rồi, này, cái này là dịch tễ học. Nhưng mà ở nước ta thì nó chiếm khoảng 33% trong tổng số tử vong. Nha. Rồi có một điểm nữa, 7 triệu trẻ dưới 5 tuổi trong cả nước, vân vân. Thì những cái phần nào mà cô đánh đỏ đó là những phần nó có thể kiểm tra thôi. Rồi bây giờ bệnh sinh, người ta mới hỏi mình một câu, như vậy thì viêm phổi ở cộng đồng nguyên nhân là như thế nào? Thì người ta nói ra là một cái hình thức viêm phổi nó xảy ra bằng đường máu hay là nó hít. Nhưng thông thường nó là cái gì? Nó là sự xâm nhập của vi khuẩn, của siêu vi, của nấm và cả hóa chất. Mà các bạn biết rằng là ở trẻ em, viêm phổi là do vi khuẩn thường thứ phát sau một cái viêm nhiễm đường hô hấp trên. Rồi, cái này để là cho các bạn biết. Nhưng nguyên nhân là gì? Một, vi khuẩn. Hai, siêu vi. Ba, nấm. Bốn, hóa chất. Thì một cái nhiễm siêu vi nó có mối liên hệ hữu cơ với viêm phổi. Và người ta nói cái tình trạng nhiễm siêu vi đường hô hấp làm rối loạn các cái phòng vệ của, ức chế cái phòng vệ của đường hô hấp dưới. Và theo bệnh lý thì người ta thấy có gì? Là biến đổi bản chất chất tiết bình thường hô hấp, ngăn cản sự thực bào, biến đổi khuẩn hô hấp, tổn thương hệ biểu mô tạm thời. Rồi thì cái đó cho các bạn biết thôi. Nhưng mà trên một cái hình ảnh lâm sàng thì chúng ta có các dấu hiệu sau đây. Cái thứ nhất, đó là cái viêm phổi, nó biểu hiện là viêm phổi thùy. Từ cái slide này trở đi là cuộc kiểm tra đi nhé. Trong cái viêm phổi thùy, 24 giờ đầu nó là giai đoạn xung huyết. Đặc trưng của nó là của cái sự xung huyết các cái mạch máu và nó phù nề phế nang. Rồi nó có sự hiện diện của vi khuẩn và bạch cầu đa nhân trung tính. Rồi một điểm nữa là 2-3 ngày sau cái nó đến cái giai đoạn là gan quá đỏ. Gan quá đỏ nghĩa là sao? Có nghĩa là đặc trưng là sự xuất hiện của hồng cầu, của bạch cầu đa nhân trung tính, tức là cái neutrophil và những các cái tế bào. Và ở đây người ta thấy có tế bào biểu mô ở đường hô hấp nó bong ra và có cái sợi fibrin trong phế nang.
Rồi sau đó 2-3 ngày sau nữa, người ta thấy một cái giai đoạn là gan quá xám. Bởi vì sao? Trong đó nó bắt đầu có chất tiết, nó có mủ, hồng cầu phân hủy, nó có tình trạng hemosiderin. Rồi giai đoạn cuối cùng là gì? Phục hồi cấu trúc phổi. Rồi trong cái quá trình xuất tiết fibrin có thể xảy ra ở màng phổi và nó tạo ra tiếng cọ màng phổi và nó dẫn đến là dày dính màng phổi. Rồi. Nhưng mà cái viêm phổi thì đó là cái hình ảnh lâm sàng chúng ta gặp trên lâm sàng. Và ngoài ra có hình ảnh thứ hai, đó là cái phế quản với viêm. Cái phế quản với viêm đó là tổn thương đặc ở phổi và nó tình đám nha, và ảnh hưởng đến một cho đến nhiều thùy nha. Và cái chất xúc tiết thì nó có gì rộng, nó có bạch cầu đa nhân trung tính ở trong phế này, tức là nó xuất hiện thấy rất là nhiều neutrophil. Và nó nằm ở đâu nữa? Nó nằm ở trong tiểu phế quản, rồi nó nằm ở phế quản gần đó. Rồi cái hình thức thứ ba mà mình thấy trên lâm sàng nữa trong cái viêm phổi mắc phải ở cộng đồng, đó là viêm phổi kẽ. Viêm phổi kẽ nó là một cái tổn thương từng đám hoặc là lan tỏa, nó ảnh hưởng đến tổ chức kẽ, đặc trưng bởi cái sự thâm nhiễm lympho v.v. Rồi phế nang nó không có chứa chất tiết nhưng mà những cái màng myelin giàu protein nó nằm ở trong lòng của phế nang. Rồi sau cùng là bội nhiễm. Rồi như vậy thì chúng ta thấy cái hình ảnh thứ tư là cái viêm phổi dạng kê. Cô lặp lại, trên lâm sàng ta thấy viêm phổi thùy. Rồi. Thứ hai là phế quản với viêm. Thứ ba là viêm phổi kẽ. Và cái thứ tư của chúng ta đó là viêm phổi hạt kê. Hãy khi nào mà các bạn thấy cái chữ hạt kê là các bạn nghĩ đến lao kê. Hạt kê này nó, cái hạt này nó rất nhỏ và nó chỉ có ở ngoài Bắc thôi. Và ở trong Nam của mình thì nó không có cái hạt kê đó. Rồi nó là một cái tổn thương kín đáo nhưng mà nó nhiều. Tại sao có? Là bởi vì nó lan tỏa của vi khuẩn. Nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong phổi qua đường máu. Mà nguyên nhân của nó là gì? Là lao kê hoặc là cái histoplasmosis v.v. Rồi biểu hiện là tổn thương hạt hoại tử casein. Thì trường hợp này thì mình ít gặp hơn. Cái nhiễm herpes virus cũng vậy, cũng ít gặp hơn. Rồi cô cho qua cái này chúng ta ít gặp. Nhưng mà ở một cái nguyên nhân thì chúng ta thấy như thế nào? Thì trên cái nguyên nhân thì chúng ta thấy ở trẻ sơ sinh và trẻ dưới 2 tháng tuổi, nếu vi khuẩn thì cái hai loại phổ biến nhất đó là gì? Streptococcus B và E. coli. Ngoài ra ở sơ sinh người ta thấy cái có cái coliform. Coliform là gì? Là vi khuẩn của đường ruột. Thì ở đó là nó do nhiễm từ mẹ qua nha. Hoặc là cái Listeria monocytogen là nguyên nhân phổ biến ở cái lứa tuổi này nha. Rồi thêm một cái nữa là gì? Có thể có phế cầu, có thể có tụ cầu, có thể có hemophilus influenza. Nhưng ít hơn, chúng ta chỉ cần nhớ Streptococcus B và E. coli, hoặc có thể thêm cái coliform. Còn siêu vi thì mình thấy cái loại nào? Para influenza và influenza adenovirus, hoặc là siêu vi hoặc là gì con? Bảy bạn luôn. Ok. Tú, Phúc nè, Tùng nè, Tú, Đạt. Cái bạn này ngủ mới thức hay sao mà? Ok. Rồi Kim Tiền nữa nè. Rồi. Rồi cô thấy bây giờ tổng cộng là các bạn được 57. Nhưng mà thường là các bạn có đủ lắm không? 57.
À, chung một mái ha. Ok. Như vậy là tổng kết là có thấy có 5-7 bạn. Rồi. Rồi bây giờ CV là có influencer, cái hội không biển trẻ từ 2 tháng đến 5 tuổi thì chúng ta thấy có cái nhóm của CV. À, đó là CV học bổng RSV và para influenza và adenovirus. Vi khuẩn thì có phế cầu, Haemophilus influenza, và tụ cầu. Thì các bạn thấy rồi sau đó mới tới CV. Nhưng ở cái lứa tuổi từ 2 tháng tới 5 tuổi thì ngược lại. Có nghĩa là gì? CV là chủ đạo. Ở đó có para influenza, và adenovirus. Rồi, cái nhóm thứ hai mình hay gặp ở trong 2 tháng tới 5 tuổi đó là vi khuẩn. Trong cái vi khuẩn thì chúng ta thấy có phế cầu. Phế là gì? Phế là phổi, tức là những cái vi khuẩn mà tấn công ở phổi gọi là phế cầu, và tiếng nước ngoài gọi là pneumonia. Và Haemophilus influenza và tụ cầu. Vì thế cho nên ở những cái đứa trẻ từ 2 tháng đến 5 tuổi thì các thầy thuốc nhi khoa hay đề nghị là các bà mẹ cho các cháu chích ngừa Haemophilus influenza. Đó là một cái loại vi khuẩn mà nó thích cái phổi, nó tấn công cái phổi, hoặc là chích phế cầu. Rồi, còn những cái đứa trẻ mà trên 5 tuổi thì phế cầu và pneumonia là nguyên nhân hàng đầu. Tức là bắt đầu trên 5 tuổi thì nó giống như người lớn, có nghĩa là có sự tấn công của vi khuẩn. Rồi sau đó có thể là CV. Trong CV cũng là CV hợp bào hoặc là herpes, influenza, AIDS, vân vân. Rồi cái này các bạn có thể phân biệt được rồi nhé. Rồi bây giờ đến một cái hình thức biểu hiện lâm sàng. Trên cái biểu hiện lâm sàng thì sau khi cô nói xong thì cô sẽ lặp lại cái phần này nhé. Là bây giờ các bạn ghi thêm bên ngoài nè. Bây giờ cái nguyên nhân thì cái nguyên nhân ở người lớn chủ yếu là gì? Là Streptococcus pneumonia. Pneumonia đó là ý nghĩa là viêm phổi đó nha, phổi. Streptococcus là liên cầu trùng. Streptococcus pneumonia thì cái người lớn á, nhất là những người già mà trên 65 tuổi thì họ có thể bị cảm cúm rồi cảm lạnh rồi sau đó họ bị vi khuẩn tấn công. Thì cái hình ảnh mà mình hay gặp nhất ở người lớn tuổi ở bên ngoài cộng đồng đó là lâm sàng, đó là viêm phổi tụy. Em bạn ghi kỹ vô viêm phổi tụy ở người lớn. Rồi ngoài ra, ngoài cái nguyên nhân mà Streptococcus pneumonia thì cái người lớn có thể gặp một cái thứ hai, cái nhóm thứ hai là Mycoplasma pneumonia. Mycoplasma, nhưng cái Mycoplasma này cái biểu hiện lâm sàng thì nó nhẹ nhàng hơn. Rồi còn ngoài ra cái thứ ba, cái nhóm mà mình cũng gặp đó là nấm. Tuy nhiên trên cái nấm thì chúng ta có thể gặp nhiều. Thì những cái người nào mà có vấn đề về cái sức khỏe mãn tính hay là cái hệ miễn dịch của họ giảm, sức đề kháng giảm thì họ bị tấn công bởi cái ăn nấm. Vì người ta hỏi cái nấm này nó nằm ở đâu? Thường ăn nấm này nó ở trong đất, đất cát. Nhất là những cái người già lớn tuổi mà hay đi làm vườn, làm ruộng rồi đó, rất dễ bị tấn công bởi nấm. Và ngoài ra người ta thấy ở trên những cái loài mà chim chóc thì cái nấm này nó nằm ở trong cái phân chim nha, chúng ta gặp rất là nhiều. Rồi. Rồi sau cùng đó là cái CV gây cảm cúm. Rồi như vậy người ta mới hỏi mình một câu nữa, thì trên cái anh di phổi mắc phải cộng đồng có yếu tố nguy cơ không? Có yếu tố nguy cơ của mình. Nếu nói về lứa tuổi thì là những cái đứa trẻ nào mà nó dưới 2 tuổi,
tức là dưới 24 tháng. Và ngoài ra thì những cái người lớn, như vậy thì những người lớn nào bắt đầu chúng ta chú trọng, đó là trên 65 tuổi nha. Những người phụ nữ cũng như các cụ, của ông, cụ bà trên 65 tuổi thì đó là yếu tố nguy cơ rất dễ mắc bệnh viêm phổi mắc phải cộng đồng, và trẻ dưới 24 tháng. Và ngoài ra người ta có hỏi mình thêm một câu nữa, nó có những cái yếu tố nguy cơ nào khác nữa hay không? Đó là những người bệnh có bệnh mãn tính. Thì thường thường chúng ta biết rằng là bắt đầu từ trên 65 tuổi thì mới có những cái bệnh mãn tính. Bệnh mãn tính thì mình thấy trước mắt là chúng ta gặp ba bệnh. Thứ nhất, tức là cái người bệnh đã bị viêm phổi mắc phải ở cộng đồng nhưng trên một cái nền là một hen, hai COPD, ba là bệnh tim mạch nha. Thì trong cái bệnh tim mạch này có thể là người đó có cơn đau thắt ngực, hay có một cái nhồi máu cơ tim rồi, hay là người đó đã đặt cái stent rồi, hay người đó bị mỡ máu cao thường xuyên, hay là sơ mỡ động mạch. Đó là những cái người có bệnh nền là như vậy. Rồi, và ngoài ra chúng ta còn thấy có cái nhóm thứ hai ở trong cái yếu tố khác, mà yếu tố nguy cơ là tuổi, yếu tố thứ hai là bệnh mãn tính, mà có yếu tố thứ ba, tức là hiện tượng là giảm miễn dịch, có miễn dịch của nó bị là đang sử dụng corticoid lâu dài. Và sau cùng là những cái người đã cấy ghép tạng, ví dụ ghép thận nhé, hay là họ đặt cái stent rồi, người ta cũng gọi là cấy ghép. Rồi, như vậy trên cái biểu hiện lâm sàng thì cô sẽ nói trước trên cái màn hình của các bạn, cái khởi phát thì có ho, nước mũi, nhưng mà toàn trạng tức là état général là sốt cao, rét, run, lo âu, mệt lạ, ăn kém. Khởi đầu là một cái sốt nhẹ, đau đầu, khó chịu và có những cái tác nhân mà không điển hình. Và người bệnh có khò khè, có thở rên và co kéo cơ hô hấp phụ. Nhất là ở trẻ con, cái thở rên nó rất là quan trọng. Cái thở khò khè người ta không sợ lắm, tiếng thở ngái người ta không sợ, nhưng cái tiếng thở rên đó là dấu hiệu nặng mà cần cho người bệnh nhân nhập viện. Ngoài ra có các cái dấu hiệu cơ năng khác, ví dụ như người bệnh bị đau ngực nha, hoặc là người bệnh bị nôn, hay là người bệnh bị đau bụng thì chúng ta thấy đó. Rồi bây giờ tới tất cả, chúng ta nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông ôm ngực trái thì tất cả những cái phần này các bạn phải đánh dấu và phải chú ý và có thể kiểm tra. Hoặc khi chúng ta thấy hình ảnh lâm sàng là gì, một cái khó thở nhanh nông, nó có một cái giá trị rất, dấu hiệu rất là cao trong chẩn đoán viêm phổi ở trẻ em cũng cả người lớn luôn. Tiếng trung tâm hoặc phòng kính mũi, co kéo gian sườn, co kéo họng trên ức, rút lõm lồng ngực nha, gặp trong những trường hợp nặng. Tuy nhiên cái chữ rút lõm lồng ngực được cô nói thêm, đối với những đứa trẻ mà dưới 2 tháng tuổi thì các bạn phải dùng thêm một từ nữa, đức là rút lõm lồng ngực nặng. Lặp lại, đối với trẻ dưới 2 tháng tuổi thì rút lõm lồng ngực nặng, chữ nặng em ghép vào đó thì mới có giá trị. Còn bắt đầu từ 2 tháng tuổi trở lên, cũng như là trẻ lớn, người lớn, các bạn chỉ cần 4 chữ rút lõm lồng ngực là ok, là biết được trường hợp này nặng rồi. Bây giờ khám, khi chúng ta khám thì chúng ta sẽ trước mắt chúng ta nhìn sờ rõ, nhưng mà ở cái phổi cái quan trọng nhất là cái nghe nhé, nghe cái âm vang của các bạn làm nhanh lên, khoảng 10 phút nữa nó tắt nhé. Rồi tức là chúng ta sẽ thấy có cái âm vang phế quản và rung thanh nó tăng và nó gõ đục, rồi giảm âm thở, nó có ranh nổ và tiếng cọ màng phổi, và cái bụng của cháu thì lớn
có gan to và trẻ sơ sinh. Hình ảnh nổi bật nó là gì? Nó là một sự ngưng thở và biểu hiện là gợi ý nhiễm trùng lan tỏa. Mà cho các bạn biết, ở trẻ sơ sinh, nếu nó không có bệnh lý gì hết mà các bạn lấy tay các bạn bóp mũi nó vậy nè, thì em bé nó không có cái phản xạ hả miệng ra thở. Và người ta thấy là thành thử ra những đứa trẻ sơ sinh mà nó bị ngạt bởi một cái gì đè lên mũi nó thì nó sẽ ngưng thở và nó chết, nó tử vong. Vì thế cho nên ở những đứa trẻ lớn hơn, 6 tháng trở lên, thì lúc đó mình bóp mũi ra vì lý do gì đè mũi nó biết hả miệng ra nó thở. Nhưng trẻ sơ sinh của chúng tôi thì không, chết luôn tại chỗ. Vì thế cho nên ở trẻ sơ sinh, ở một cái biểu hiện lâm sàng nổi bật của nó là nó ngưng thở. Đó là cái dấu hiệu gợi ý nhiễm trùng lan tỏa. Rồi bây giờ cô bước qua một phần nữa. Trước khi đi qua cái phần lâm sàng thì cô muốn nhắc cho các em coi, bây giờ ở trên cái phổi, ở trẻ lớn và người lớn, người ta thấy rất rõ đó là một cái, các bạn ghi vô nha, đó là một cái hội chứng đông đặc phổi. Trên cái hội chứng đông đặc phổi thì chúng ta sẽ thấy có cái gì, có những cái bóng mờ phế nang, hoặc là mình thấy ở trên mô kẽ, ở trên X quang người ta sẽ nhìn thấy rất rõ. Đó là một cái đặc điểm chung của cái viêm phổi ở cộng đồng. Còn nếu trường hợp mà người lớn thì họ sẽ khai với mình như thế nào? Một, đau ngực, khó thở, ho. Điểm thứ hai, trên 65 tuổi mà có thay đổi nhận thức tâm thần, tức là ban ngày thì nói ban đêm, hoặc là ăn rồi mà nói chưa ăn, vân vân, thì cũng là dấu hiệu để chúng ta chú ý. Thứ ba, có ho nhưng có thể có khạc đàm hoặc không khạc đàm. Thứ tư, nhiệt độ của họ rất là thấp, nhất là đối với những người trên 65 tuổi, nhiệt độ của họ mình cặp nách khoảng 36 rưỡi. Và sau cùng là một hình ảnh khó thở, nhưng trên một cái nền khó thở nó là người bệnh bị gì? Bị mệt mỏi, bị sốt, bị đổ mồ hôi, và người bệnh nhân sẽ run tay chân. Và sau cùng họ có một cái triệu chứng tiêu hóa đi kèm, tức là họ sẽ nôn hoặc là họ bị tiêu chảy. Vì thế cho nên cái viêm phổi cộng đồng ai người ta cũng sợ hết nha. Và lúc đó là chúng bổn phận của người thầy thuốc của chúng ta là phải chẩn đoán cho ra. Nhưng mà trên cái lâm sàng đó thì chúng ta phải nhờ sự tiếp dẫn của ai? Của cận lâm sàng. Mặc dù cái cận lâm sàng nó chỉ chiếm có 30% mà thôi, cái phần lâm sàng của chúng ta nó chiếm tới 70% để chúng ta chẩn đoán. Nhưng mà nếu chúng ta có được cái 30% này thì chẩn đoán bằng 100% là rất tốt. Bây giờ đến cái phần cận lâm sàng thì phản ứng pha cấp, tức là chúng ta xét nghiệm máu, chúng ta sẽ thấy có bạch cầu tăng, số lượng bạch cầu đa nhân trung tính tăng, CRP tăng và tốc độ lắng máu tăng. Bởi vì đối với những người bệnh nhân mà viêm phổi cộng đồng do vi trùng, tức là vi khuẩn, thì phản ứng pha cấp này nó rất tăng, rất tốt cho để biết được người bệnh mình. Cái thứ hai đó là cái X-quang ngực, thì là nó là cái hồi nãy cô đã nói rồi, chứng đông đặc thì nó đặt cái thùy phổi ra, nó đặt luôn cả cái phân thùy phổi luôn, và nó bị thâm nhiễm dòng hết cái phế nang, rồi thâm nhiễm kẽ nữa. Sau cùng đó là cái hình ảnh nặng, đó là tràn dịch màng phổi trên cái phim phổi. Và khi xét nghiệm vi sinh, rồi xét nghiệm vi sinh phân lập vi khuẩn từ máu mủ nguyên nhân gây bệnh. Nhưng trên cái chẩn đoán này chúng ta chỉ cần có hai xét nghiệm thôi, một xét nghiệm máu, hai là xét nghiệm X quang ngực. Rồi trong cái phần chẩn đoán phân biệt, trong phần chẩn đoán phân biệt này thì chúng ta muốn qua cái phần chẩn đoán phân biệt, chúng ta có cái chẩn đoán chính xác. Chẩn đoán chính xác ở lâm sàng ho, thở nhanh hoặc tắc thở. Trong cái X quang ngực nó có một hoặc là nhiều hình ảnh. Thì hình ảnh gì? Hình ảnh đặc thùy phổi, đặc phân thùy phổi, thâm nhiễm phế nang, thâm nhiễm kẽ, hoặc là tràn dịch màng phổi. Đó là cái hình ảnh nặng nề nhất. Và khi chúng ta phát giác lúc mà dịch màng phổi là bệnh nhân đã bị lâu, thì cô sẽ quay lại chỗ này, cô nói rõ cho các bạn.
cái chỗ nó phân biệt, nó có cái diêm tiểu phế quản, cách hang phế quản, thở nhanh, gồm lý tim mạch, lý rối loạn chuyển hóa và do ngộ độc. Ngoài ra chúng ta thấy có một cái viêm phổi hít, viêm phổi do hóa chất, hoặc có thể người bệnh nhân bị lao, và một cái bệnh lý phổi kẽ, di tật bẩm sinh đường thở, phổi bội nhiễm, hoặc là trong khối u trong lồng ngực. Nhưng mà thường thì chúng ta sẽ gặp năm nguyên nhân đầu là để chẩn đoán phân biệt: viêm tiểu phế quản cấp, hen, khó thở nhanh, bệnh lý tim mạch, viêm phổi hít và một cái lao. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân loại viêm phổi. Phân loại viêm phổi đối với trẻ con của chúng tôi thì các bạn sẽ xem cái hình ảnh nhịp thở, chúng ta đếm nhịp thở. Nếu trẻ dưới 2 tháng tuổi thì nhịp thở trên hoặc bằng 60 lần một phút. Nếu mà trẻ từ 2 tháng cho đến dưới 12 tháng tuổi thì là nhịp thở trên hoặc bằng 50 lần. Và 12 tháng đến 5 tuổi là trên hoặc bằng 40 lần cho một phút. Và như vậy chúng ta chia làm 3 lứa tuổi và mỗi lứa tuổi cách nhau là 10 lần thở. Như vậy dưới 2 tháng tuổi là 60, 2 tháng tới 12 tháng là 50 và 12 tháng tới 5 tuổi là 40. Thì người ta mới hỏi vậy trên 5 tuổi thì sao? Thì các cháu thở giống như là người lớn rồi. Như vậy đây là cái tiêu chuẩn mình gọi bệnh nhân là viêm phổi. Và đây là cái tiêu chuẩn để cho bệnh nhân nhập viện. Trong cái viêm phổi nặng, viêm phổi nặng thì ít nhất nó có một trong ba cái dấu hiệu: phập phồng cánh mũi, rút lõm lồng ngực, thở rên. Thì chúng ta thấy nếu trường hợp khi ra hỏi viêm phổi nặng bao gồm các dấu hiệu sau đây, có sai thì như rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở khò khè, rồi đi thở rên, thì chớ khò khè là các bạn gặp là bởi sao? Thở khò khè không phải là dấu hiệu nặng, thở khò khè không phải tiêu chuẩn để nhập viện, mà là thở rên, tức là cho nằm nó rên giống như con chó con vậy đó. Đó, không có các cái dấu hiệu nguy hiểm tâm thần nha. Rồi ngoài ra chúng ta chia một phần nữa là viêm phổi rất nặng. Trong cái viêm phổi rất nặng này thì là có ho và khó thở đi kèm, ít nhất là một trong các dấu hiệu sau đây. Chúng ta có 4 triệu chứng lâm sàng: tím trung tâm, không bú được hoặc không uống được, hoặc là nôn tất cả mọi thứ. Đây co giật, ly bì, hôn mê và siêu hô hấp nặng. Tuy nhiên cái chữ ly bì thay vì ly bì, thế đó là chữ lương từ ha, thì cái lừ đừ mà nó không phải là ly bì, tức là lừ đừ kêu nó mở mắt nó ngó, nhưng mà ly bì dù bạn đổ nước nó chắc chắn là nó không khóc ha, chắc chắn là nó không sẽ phản ứng lại, chích là không khóc mà. Vì thế cho nên viêm phổi rất nặng đó là một cái triệu chứng rất rất nặng. Nếu chúng ta không khám phá được, chúng ta không mang vào bệnh viện thì bệnh nhân sẽ tử vong tại nhà. Qua cái phần điều trị, trong cái phần điều trị này các cái biện pháp là xử trí sốt và biết phòng mất nước cho trẻ, và biết cách phát hiện dấu hiệu nặng của viêm phổi, biết cách phát hiện dấu hiệu của bệnh nặng, và một phần nữa là các biết cách tiếp cận các dịch vụ y tế. Trong cái trường hợp mà biện pháp xử trí chung này thì các bạn có thể vượt qua. Và nhưng tại bệnh viện thì chúng ta phải có oxy liệu pháp, thở oxy đối tất cả những bệnh nhân viêm phổi nặng, rút lõm lồng ngực, hoặc là nhịp thở trên 60 lần trên một phút. Và chúng ta phải duy trì cho đến khi nào không còn biểu hiện, hoặc là cái SAO2 của trên 90%. Rồi khi nào mà bù dịch thì cần cho những đứa trẻ nào mà nó mệt là một, nó không khi người bệnh nhân bị hội chứng đông đặc thì các bạn ghi những triệu chứng lâm sàng. Thứ nhất phổi thì chúng ta gõ đục, thứ hai rung thanh tăng, thứ ba
rủi ro phế năng giảm, và thứ tư có tiếng thổi ống. Tại hồi nãy là cô cứ nghĩ là lúc trước là cô đã hướng dẫn cho các bạn rồi, nhưng mà bây giờ cô phải nói lại cho các bạn quên nha. Rồi điểm nữa là chúng ta phải chụp cái X-quang cho người bệnh. Như hồi nãy cô nói, cái chụp cái X-quang để sao? Để chúng ta sẽ thấy được cái hội chứng đông đặc, tức là người ta gọi nó là hội chứng lấp đầy phế nang. Hoặc chúng ta có thể thấy một cái hình ảnh là tràn dịch màng phổi, hoặc là cái hình ảnh là rãnh liên thùy mà nó bị dày lên nha. Rồi. Rồi bây giờ qua tới cái phần xử trí. Trong cái phần xử trí này thì cái oxy liệu pháp là rất là quan trọng. Như hồi nãy cô nói viêm phổi nặng ha, và nó có rút lõm lồng ngực rõ với cái tần số thở là trên hoặc bằng 60 lần trong một phút, rất nặng, và người ta sẽ cho duy trì cho đến khi nào mà không còn biểu hiện thiếu oxy nữa, nghĩa là SAO2 nó phải trên 90% thì mới có giá trị. Rồi bây giờ bù dịch thì chúng ta cần bù dịch cho những cái đứa trẻ nào mà nó không thể nào ăn được, nó không thể nào uống được, vì sao? Nó khó thở hoặc là nó mệt quá. Nhưng tuy nhiên khi truyền dịch thì chúng ta sẽ truyền dịch khoảng 80% yêu cầu bình thường mà thôi. Nếu chúng ta không được truyền khoảng 100% bởi nhất là những người bệnh trên 80 và giảm đau cho nó dễ chịu. Rồi bây giờ đi đến cái phần kháng sinh dưới 3 tuần tuổi thì là ampicillin và gentamicin, hoặc là chúng ta dùng cefotaxim. Nhưng mà trong cái nhóm ampicillin đó là phổ kháng sinh rộng, gentamicin là những cái loại điều trị là gram âm. Tuy nhiên nên nhớ cái gentamicin này không được dùng quá 7 ngày đối với sơ sinh, còn đối với trẻ nhỏ có thể sử dụng là 7-10 ngày. Nếu chúng ta sử dụng lâu thời gian thì nó có hai cái tác dụng phụ. Một, ảnh hưởng đến cái tai, nó sẽ bị điếc. Cái thứ hai là nó sẽ gây suy thận vĩnh viễn. Rồi còn từ 3 tuần đến 3 tháng tuổi viêm phổi nặng thì dùng cefuroxim, tức là cefuroxim thế hệ 2, hoặc cefotaxim, tức là cephalosporin thế hệ 3. Rồi. Các em chỉ nhớ cái phần cô đánh đỏ đỏ đó. Được rồi. 4 tháng đến 5 tuổi thì amoxicillin liều cao, hoặc là ceftiaxone liều duy nhất. Các bạn biết cái ceftiaxone nó là gì? Nó cũng là cephalosporin thế hệ 3, nhưng mà nó được có một cái là sử dụng có một lần duy nhất trong 24 tiếng đồng hồ. Vì thế cho nên người ta rất là ái mộ cho những cái lứa tuổi nhỏ. Tuy nhiên cái loại này là phải mua bên ngoài, bởi vì cái cefotaxim nó cùng một nhóm với nó là thế hệ 3, nhưng cefotaxim có thể chích 3-4 lần, thời gian bán quỷ của nó thấp, còn cái anh ceftiaxone này thời gian bán quỷ nó dài cao. Rồi trên 5 tuổi thì có amoxicillin liều cao. Rồi nếu mà nó nhập viện thì phải sử dụng cefuroxim, tức là cefuroxim thế hệ 2, hoặc cefotaxim kèm với một cái loại kháng sinh thuộc họ macrolide. Rồi bây giờ cái thời gian điều trị liệu pháp kháng sinh thì chỉ nên kéo dài 7-10 ngày mà thôi. Vậy là khi nào chúng ta điều trị hơn 17 ngày hoặc trên 10 ngày thì là trường hợp nào mà nó có biến chứng thì nên điều trị kháng sinh kéo dài từ 3-6 tuần. Rồi bây giờ một số viêm phổi do vi khuẩn
và viêm phổi không điển hình thường gặp. Trên cái lâm sàng ở trẻ bú mẹ giai đoạn khởi phát, sổ mũi, mệt mỏi, chán ăn, sốt. Rồi trong cái giai đoạn toàn phát thì có cái hội chứng nhiễm trùng, sốt cao trên 39 độ và dễ mặt nhiễm trùng nha. Đó là ở trẻ bú sữa mẹ. Ngoài ra có cái tình trạng là hội chứng siêu hấp. Bé nó sẽ kích thích, giật giả, khó thở nha. Và người ta thấy có thể có nghe tiếng thở rên. Như hồi nãy cô nói tiếng thở rên đó là tiếng thở nặng nề, siêu hấp ở trẻ nhỏ. Phập phồng cánh mũi, rút lỗ đầu ngực, tần số thở tăng đột nhanh. Rồi triệu chứng thực thể, đây các bạn đánh vào cái triệu chứng thực thể này, tức là khám phổi thì chúng ta phát hiện được cái rãnh nẵm nhỏ hẹp kín đáo rải rác cả hai phế trường, và trong một vùng nó có hội chứng đặc phổi không điển hình. Như vậy thì đến cái giai đoạn lui bệnh thì sẽ thấy có xuất hiện của rãnh nẵm vừa và to hẹp. Và nếu gõ đục ở phần thấp thì chúng ta cần cảm giác đó là một cái tràn dịch màng phổi. Trên cái tràn dịch màng phổi này là chúng ta biết rằng là đây là một người bệnh nặng và thường hay xảy ra ở những người bệnh trên 65 tuổi. Và triệu chứng khác thì những người, những trẻ chướng bụng, gan có thể to hoặc là triệu chứng quá. Ở trẻ lớn và thiếu niên thì bệnh cảnh giống hệt người lớn, cũng có khởi phát, nó cũng có toàn phát. Nhưng mà cái toàn phát này sốt cao, rét run, giống như người lớn, mệt mỏi lờ đờ và có đau bụng đột ngột quanh hố chậu, và có thể làm cho người thầy thuốc nhầm với một cái bệnh ngoại khoa nha. Rồi thêm nôn mửa kích thích, hoặc là cảm thấy một cái cổ cứng nha, vân vân, kèm theo có một cái acbes nha. Thì chúng ta thấy ở môi và ở quanh mũi. Còn khám phổi trong trường hợp này, chúng ta khám phổi của một cái phế cầu là chúng ta thấy hội chứng đông đặc phổi, điển hình ở phổi viêm. Hồi nãy cô đã có nói hội chứng đông đặc thì họ ít, hoặc là nó có thể ho khan, sau đó thì nó ho ra đạm, ra máu, rỉ sắt, và tràn dịch thì có thể xảy ra. Ở trên mức tràn dịch ta thấy có cái âm thổi ống rất là rõ, và nó sang cái giai đoạn lui bệnh thì rãnh nẵm xuất hiện nha. Vân vân, và hội chứng đông đặc biến mất. Rồi bây giờ ở những người bệnh nhân viêm phổi mắc phải ở cộng đồng, chúng ta phải làm những xét nghiệm gì để chúng ta chẩn đoán? Thì ở đây nó là một cái bạch cầu tăng khá cao, 14.000 đến 40.000 bạch cầu đa nhân trung tính, chỉ mưu thế. Và những người bệnh nhân nào có cái bạch cầu dưới 5.000 cho một mm khối máu, đó là dấu hiệu tiên xấu. Và chúng ta thấy là phân lập được vi khuẩn, nhưng tất cả những cái anh chàng đó chúng ta phải làm những cái biện pháp như là nội soi phế quản hoặc trong mổ màng phổi thì chúng ta phải xác định được nguyên nhân. Vì người ta mới hỏi gì chứ, có cấy máu dương tính có nhiều không? Không, rất ít, nó chỉ chiếm khoảng 30% mà thôi. Như vậy chỉ nhờ vào X-quang, thứ hai là xét nghiệm máu. Như vậy thì X-quang phổi thì lại ít có phù hợp với lâm sàng. Và người ta thấy là cái hiện tượng đặc phổi xuất hiện ở trên phim sớm hơn trên lâm sàng. Và đến khi người ta thấy trên lâm sàng dấu hiệu đã giảm rồi, nhưng trên X-quang nó biến mất chậm vài tuần sau khi nó đã khỏi bệnh rồi. Ở trẻ lớn thì mình thấy nó mờ, hình ảnh mờ theo thùy. Ở trẻ bú mẹ thì người ta thấy có điều gì? Có hình ảnh mờ rải rác lan tỏa, thì có thể thấy có tràn dịch. Và người ta thấy là cái hình ảnh X-quang nó chỉ biến mất từ 3 đến 4 tuần lễ sau khi lâm sàng đã ổn định. Lâm sàng đã ổn định nghĩa là gì? Bệnh nhân hết sốt, bệnh nhân không còn khó thở nữa, và bệnh nhân có thể là ăn bú ngủ tốt. Nhưng cái chừng chụp cái phim phổi thì sẽ thấy sao? Hình ảnh của một cái nốt mờ rải rác cả hai bên phổi, hoặc người ta có thấy có hiện tượng đặc phổi nhưng mà lâm sàng tốt. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể cho
xuất viện và chúng ta cho hẹn tái khám quay trở lại nha, cái 2 đến 3 tuần rồi. Ở cái này các bạn coi thôi nha. Rồi cái như nãy cô nói, những cái tình trạng mà viêm phổi thùy dưới ở bên phải và bệnh nhân đau hố chậu bên phải làm cho người thầy thuốc có thể nhầm những cái viêm ruột thừa cấp. Lúc đó thì chúng ta khám tỉ mỉ có hệ thống thì chúng ta sẽ phát hiện được là bệnh nhân có cái viêm phổi. Nếu trường hợp mà nghi ngờ thì mình sẽ chụp X-quang ngay để xác định chẩn đoán. Và nhiều khi thấy bệnh nhân có một cái cổ cứng thì làm cho người thầy thuốc có thể nhầm lẫn với một cái viêm màng não. Nhưng mà dù gì nếu nghi ngờ thì chúng ta sẽ cập dò để loại trừ. Và ngoài ra có biến chứng. Biến chứng của một cái anh chàng. Anh chàng này đó là một cái viêm phổi phế cầu. Phế là gì? Phế là phổi. Thì là do cái con streptococcus pneumonia nha. Biến chứng là hiếm. Nếu điều trị kháng sinh tốt, điều trị kháng sinh sớm. Nhưng mà càng mũ màng phổi và áp xe phổi có thể xảy ra nếu viêm phổi chúng ta không được điều trị sớm và đầy đủ. Và bỗng hơi nó tồn tại dài ngày. Rồi tiến lượng, hiện nay sử dụng kháng sinh sớm thì tỷ lệ tử vong rất thấp, khoảng 1% mà thôi. Vậy thì điều trị với thuốc gì? Các bạn chỉ cần nhớ amoxicillin. Rồi bây giờ ngoài ra mình có thấy có một căn bệnh là viêm phổi và tụ cầu, tức là Staphylococcus aureus. Thì trên lâm sàng chúng ta sẽ thấy có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là sơ nhiễm tụ cầu khởi phát, tổn thương luồng thứ phát sau một thời gian. Sơ nhiễm tụ cầu ở đâu? Có thể người bệnh nhân bị một cái nhọt, hoặc người bệnh nhân có bị một cái vết thương, rồi thẳng tay chân mình cạy vậy nó sẽ là mủ. Khi những cái vị trí ở đâu, ở da, ở tay, tay mũi họng, hoặc là ở đường tiêu hóa, thì khoảng thời gian từ 8 đến 10 ngày bệnh nhân kém ăn, sụt cân, để nó ho, rối loạn tiêu hóa. Nhưng đặc biệt của cái anh tụ cầu nó có cái gì? Viêm phổi do tụ cầu thì nó hay có biến chứng tràn khí màng phổi. Thì các bạn nhìn đây, đây là một cụ già trên 65 tuổi, đây là hình ảnh tràn khí màng phổi. Đấy, bạn thấy không? Đây à, ở trên. Rồi ở đây tràn khí màng phổi mà từ trên suốt qua luôn cả cái màng phổi và nó đẩy co cụm cái nhu mô phổi đi vào trong. Đây là hình ảnh tràn khí màng phổi ở cụ già trên 65 tuổi. Rồi đến cái giai đoạn toàn phát, giai đoạn nhiễm trùng nhiễm độc, lâm sàng xuất hiện đột ngột và tiến triển rất là nhanh, và chúng ta thấy người bệnh nhân có một cái triệu chứng toàn thân sốt cao 39-40 độ, mạch nhanh xanh tái, nhiễm trùng nhiễm độc, ly bì, kích thích giật giả. Chúng ta thấy người bệnh nhân rất là suy kiệt, suy sụp rất là nhanh và có cái hội chứng siêu hấp, khó thở nhanh, nhịp thở trên 50 lần, khó thở ậm mạch, co kéo, rối loạn tiêu hóa, bú kém, nôn mửa, và thấy có thực thể là ở phổi. Tùy theo mức độ tổn thương chúng ta thấy có thể có vỏ đục nha, hoặc lì rào phế nang hơi giảm và có thể thấy có ran ẩm hoặc là ran rít. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy trên cái X-quang, trên một cái X-quang ở tụ cầu trong vài giờ, từ một cái phế quản phế viêm biến thành một cái tràn mủ, tràn khí màng phổi ha. Hoặc có thể có bóng hơi kèm theo, là nó có một cái giá trị rất là gợi ý của một cái viêm phổi tụ cầu. Ở nhu mô phổi nhiều cái nốt mà nó to nhỏ không đều rải rác, đôi khi tập trung ở trên thùy hoặc nhiều thùy.
thì ở trẻ lớn thì bạch cầu tăng cao. Wow. Xin lỗi, rồi các em thấy không? Rồi, x quang. Thì hồi nãy cô đã có nói ở nhu mô phổi có nốt mờ rải rác không đều, tập trung theo thùy phân thùy. Đôi khi nó có bóng hơi. Thì trong cái giai đoạn này ít gặp tràn mũ rồi, hoặc là tràn khí. Nhưng mà trên công thức máu, bạch cầu thường cao vì là do vi khuẩn nên bạch cầu đa nhân trung tính xuất hiện nhiều. Chỉ mưu thế trên 20.000. Trẻ nhỏ thì bạch cầu có thể trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên đối với trẻ nhỏ hoặc trẻ sơ sinh thì dấu hiệu nặng tiên lượng xấu là bạch cầu dưới 5.000 trong 1 mm khối máu. Cái dịch khí phế quản có tụ cầu, rồi cái máu cũng có thể dương tính. Như vậy chúng ta sau khi chúng ta đã chụp phần phổi, chúng ta đã xét nghiệm máu và chúng ta nghi ngờ là người bệnh có dịch màng phổi. Đây là cái hình ảnh cụ già chúng ta chọc dò tủy sống. Trên cái dịch màng phổi, chọc dò màng phổi để tiến hành ngay để chẩn đoán xác định là người bệnh nhân có tràn mũ màng phổi hay không. Dịch màng phổi rất có giá trị để chúng ta chẩn đoán vi khuẩn. Và qua đó chúng ta phải làm cái kháng sinh đồ để tìm xem nó nhạy cảm với loại kháng sinh nào. Đây là một cái loại dịch viêm. Khi mà cái dịch mà ta rút từ ở trong phổi người bệnh nhân ra thì có tế bào đa nhân trung tính là từ 500.000 cho đến 500 cho đến 100.000 và cái protein nó trên 2.5 gram cho 1 decilit. Và diễn biến ở đây thì chúng ta thấy nó có 3 khả năng. Thứ nhất là người bệnh nhân có thể tử vong. Thường những người bệnh nhân này rất là gầy gò nhá, toàn thân nặng, triệu chứng nhiễm trùng nhiễm độc. Và trẻ thì càng ngày càng khó thở hơn. Rồi nó tím, rồi bụng chướng, rồi truy tim mạch, siêu hấp, tử vong. Và trường hợp thứ hai là khỏi bệnh hoàn toàn. Cái tiêu chuẩn mà để nói khỏi bệnh là phải xem là người bệnh nhân đó có được người thầy thuốc chẩn đoán sớm hay không và điều trị kịp thời thì nhiệt độ mới trở về bình thường và khó thở thì lại giảm, bớt chướng bụng, ăn được và sau đó lực cần nha. Cái giai đoạn nhiễm trùng nhiễm độc và bệnh nhân sẽ qua khỏi trong vòng 2 cho đến 6 tuần. Rồi cái trường hợp thứ ba đó là trường hợp biến chứng. Trong trường hợp biến chứng ở nhu mô phổi có thể có cái bóng hơi, mà có khi cái bóng hơi đó to thì nó sẽ gây chèn ép phổi và gây khó thở và nó sẽ gây biến chứng tràn mũ, tràn khí màng phổi, làm bệnh nặng và có thể tử vong. Vì thế nên cái tụ cầu ai cũng sợ hết. Trong cái giai đoạn biến chứng thì nó có hai tình huống. Một cái anh là tình trạng toàn thân tốt, ăn nhiều, lên cân, giảm sốt, triệu chứng cơ năng và thực thể giảm, xét nghiệm bình thường, trẻ khỏi bệnh. Nhưng xem chừng trên x-quang có thể còn bóng hơi, nhưng có thể một tháng sau thì nó sẽ biến mất hoàn toàn. Rồi hoặc người ta sẽ thấy nó có bệnh tiến triển nặng hơn thì các biến chứng ở màng phổi. Như vậy trong cái giai đoạn này thì chúng ta có thể gặp bóng hơi hoặc tràn mũ hoặc tràn khí. Tràn mũ màng phổi xảy ra trong giai đoạn toàn phát hoặc thậm chí sau 1-2 tuần diễn biến. Sốt vẫn cao, có hội chứng bài giảm. Chẩn đoán xác định người ta dựa vào chọc dò màng phổi. Điểm thứ hai, tràn khí màng phổi. Trong cái tràn khí màng phổi chúng ta gặp ít gặp hơn, nhưng hễ khi nào chúng ta gặp thì là nặng. Có thể xảy ra có bóng hơi, người bệnh nhân bị ngạt thở. Còn ở người lớn thì có thể có tràn khí màng phổi có nách. Rồi cái này các bạn coi thôi. Một điểm nữa, xuất hiện muộn, thường rất nặng, tử vong đột ngột từ ngày 10 tới ngày 20. Thì những đứa trẻ, thường trẻ lớn, nó qua cái giai đoạn nhiễm khuẩn, nhiễm độc
Tưởng là khỏi bệnh nhưng đột nhiên lại khó thở. Khám cho một bên ngực gõ trong ở phía trên nhưng mà gõ đục phía dưới, nghe rì rào phía nằm nó biến mất. X-quang thấy mức nước hơi trung thân bị đẩy qua bên lòng và có khi phải chọc dò thoát hơi để giảm sự chèn ép. Có những biến chứng khác, ví dụ trầm mũ màng tim, viêm xương tủy hoặc là viêm xương tủy xương, rồi nhiễm trùng huyết và ảnh hưởng biến chứng và tử vong. Rồi tiên lượng, tiên lượng này cô hỏi Thi nhé. Trong cái tiên lượng thì chúng ta thấy được điều gì? Là tỷ lệ tử vong khoảng 10 cho đến 30% tùy thuộc nhiều yếu tố. Ví dụ thời gian từ khi khởi phát cho đến khi vào viện. Thứ hai, một là thời gian, hai là tuổi, ba là mức độ đầy đủ của điều trị của người thầy thuốc. Thứ tư, có kèm với bệnh khác không? Bệnh khác là bệnh gì? Sơ nang hoặc có suy giảm miễn dịch hay không? Thứ năm là có kèm biến chứng hay không? Và trong cái công thức máu thì bạch cầu nó có thể giảm dưới 5.000 cho 1 mm khối máu. Rồi bây giờ qua đến cái phần điều trị. Điều trị hỗ trợ chống suy hô hấp, nằm ngửa cổ ra, vai cao, đầu thấp. Có nghĩa là mình cho người bệnh nhân nằm trên một cái gối giống như cái gối ôm. Trên cái gối ôm này mình để ở phía dưới cổ và cho người bệnh nhân lật ngửa người bệnh nhân. Và cái mặt người bệnh nhân là ngó lên trên trần nhà. À, và vai cao, đầu thấp. Chúng ta chống toàn máu bằng natri bicarbonate. Rồi. Tránh sử dụng thuốc an thần và gây ức chế hô hấp. Thì cô đã nói rồi, những người bệnh nhân mà gây dùng thuốc an thần thì tác dụng phụ của thuốc an thần nó là sẽ gây ức chế hô hấp. Vì thế cho nên khi sử dụng thuốc an thần, dù trong bất tất cả các trường hợp nào, chúng ta cũng phải làm gì? Một là uống, hai là bơm tim, tim tĩnh mạch, tim chậm. Tim chậm là sao? Tức là những cái thuốc mà kèm hòa cho nó loãng ra rồi, chúng ta sẽ tiêm 1 ml là 1 phút thì đó là tiêm chậm. Nếu không là khi bơm cái rét cái quay lưng đi là ở đây mình bị chết rồi. Tức là tránh sử dụng thuốc an thần để ức chế hô hấp. Thứ hai, và chúng ta nên hút đàm rải thường xuyên để chi? Để cho người bệnh có đường thở lưu thông tốt. Thứ ba là cung cấp nước điện giải cho người bệnh nhân. Nếu suy hô hấp nặng thì phải truyền nước, nhưng khi chúng ta truyền thì chúng ta nên nhớ là truyền không khoảng 80% cái năng lượng hàng ngày nha. Và nhớ phát hiện triệu chứng suy tim điều trị bằng digoxin lợi tiểu nếu người bệnh có suy tim, và ngăn ngừa sốt cao co giật bằng cách chúng ta hạ sốt bằng những cái phương pháp vật lý để chúng ta lau mát cho người bệnh nhân. Và ngoài ra khi chúng ta điều trị đặc hiệu, nguyên tắc là dựa vào kháng sinh đồ. Tuy nhiên sau khi cấy cái bệnh phẩm là cấy máu, cấy dịch tiết, cấy phế quản, rồi dịch mũ, rồi dọn kháng sinh, diệt trùng, rồi thì cái này các bạn coi thôi. Nhưng mà thời gian điều trị là khoảng 3 tới 6 tuần. Lưu ý là gentamicin không dùng quá 2 tuần vì sẽ độc cho tay, và đủ điều kiện để cắt kháng sinh. Đủ liệu trình là chúng ta cho bệnh nhân hết sốt 5 ngày trên công thức máu và tốc độ lăn máu phải trở về bình thường nha. Điều trị biến chứng đó là chúng ta tràn mũ màng phổi thì chúng ta chọc dò để chẩn đoán ở gian sườn 7-8 đường nách sau, rồi vị trí dẫn lưu đường nách giữa khoảng gian sườn 5, thời gian dẫn lưu không quá 5-7 ngày. Và thời gian này phải súc rửa hàng ngày. Có tài liệu cho rằng có súc rửa có súc sát khuẩn thì sẽ làm mau lành. Đồng thời kết hợp lý liệu pháp là cho người bệnh nhân hít thở nha, tức là khi hít vào thì bụng phình lên, rồi sau đó ngưng thở, rồi thở ra bằng gì? Thở ra bằng miệng. Và nhớ đối với những trẻ nhỏ, trẻ lớn và trẻ nhỏ, chúng ta cho nó một bao bong bóng này, rồi nó thở. Nó thở đi chi? Để tránh dày dính màng phổi. Rồi, giờ cô bước qua cái phần ở đây thì cho coi thôi.
trong cái viêm phổi mà do cái Mycoplasma pneumonia ủ bệnh là 3 tuần, khởi phát từ từ, lặng lẽ, triệu chứng như cúm, sốt nhẹ 38 độ, ớn lạnh không rét run, biểu hiện phổi và ngoài phổi. Tại phổi là dễ mặc trong nhiễm trùng, có màng nhĩ đỏ, có đau ngực ha. Rồi, nhưng nó quan trọng nhất là ở tại phổi thì chúng ta thấy khám phổi bình thường, nhưng vài tuần sau thì có thể có rành ngái, rành ẩm, khò khè và có ngoài da, có tiêu hóa v.v. này qua luôn. Nhưng trên cái cận lâm sàng thì có bạch cầu bình thường hoặc tăng, nhưng mà không bao giờ tăng quá 15.000. Rồi VS có thể bình thường hoặc tăng, nhượng gram thì cái thường không có ít. Rồi chúng ta thấy có gì nữa, X-quang có thể kéo dài 4 đến 8 tuần. Đây có hình gì? Viêm với quản phổi thì dưới, sẹt phổi, thâm nhiễm, hạch rốn phổi, vân vân. Điều trị bằng gì? Rất nhẹ nhàng, đó là erythromycin, azithromycin, vân vân. Rồi bây giờ phòng ngừa, cho bé bú sữa mẹ, ăn uống đầy đủ chất, kiêng khem, mặc áo ấm, tiêm phòng. Và một điểm nữa là tránh bụi, khói thuốc lá, khói bếp, tránh tiếp xúc người bệnh, giữ vệ sinh, tắm rửa hàng ngày. Và nhớ là không nặng nhọt cho trẻ và tránh da trọc màu nhọt gây nhiễm trùng huyết. Rồi trong cái phần này thì cô báo với các bạn là trong phần này là cô hết. Nhưng một lát nữa bây giờ nó sắp tắt rồi, nhưng mà nó quay trở lại, cô sẽ tóm tắt cho các em bài viêm phổi tắc nghẽn nha. Trong bây giờ nó chưa tắt thì cô tiếp tục, cô nói nha. Bây giờ trên cái chẩn đoán, các bạn lấy một giấy ghi. Trong cái chẩn đoán thì thứ nhất là một cái viêm phổi tắc nghẽn ở cộng đồng có khởi phát đột ngột. Cái nữa, yếu tố thuận lợi là viêm phổi là do thê phế cầu. Chúng ta phải chú ý những bệnh nhân đã cắt lách rồi, hoặc là những người bệnh nhân có rượu, có bia là coi chừng có nhiễm trùng hấp trên. Thứ hai, có cái cơn rét run 39-40 độ, đau ngực, ho khạc đàm, bạch cầu tăng. Và đặc biệt là có cái hội chứng đông đặc lặp lại, phổi gõ đục, rung thanh tăng, rì nào phải năng giảm, thổi ống. Rồi bây giờ chụp hình phổi. Chụp hình phổi thì chúng ta có thể thấy cái hội chứng lấp đầy phế nang, hoặc có thể có một cái tràn dịch màng phổi, hoặc là cái hình ảnh là liên thụy dày. Và xét nghiệm máu xác nhận là người bệnh nhân có nhiễm trùng, như vậy là bạch cầu sẽ cao lên. Rồi cố gắng xác định nguyên nhân của nhiễm trùng. Nhưng mặc dầu nói như vậy, nhưng mà cái X-quang ngực nó giúp cho người thầy thuốc làm gì? Một, chẩn đoán được viêm phổi. Thứ hai, xác định được mức độ. Thứ ba, xác định được vị trí của nhiễm trùng. Vì thế nên khi chụp X-quang phổi trong viêm phổi cộng đồng có ba lợi ích là như vậy. Cái thứ sáu là chúng ta nên có xét nghiệm đàm cho người bệnh nhân. Như vậy người ta mới hỏi mình, như nếu mà bác sĩ ơi làm cho tôi chụp một cái CT ngực được không? Chụp cái CT ngực thì viêm phổi sẽ không thấy rõ ràng lắm. Người ta hỏi vậy chứ không bây giờ có nuôi cấy dịch màng phổi hay không? Có, nhất là đối với những người trên 65 tuổi phải có nuôi cấy dịch màng phổi. Nhưng thường phải có, khi nuôi giấy thì phải có kháng sinh đồ đi kèm. Và một điểm nữa, trên một cái người bệnh, chúng ta thấy rằng là trên thế giới này 7% là nó sẽ tử vong. Lặp lại, trên thế giới là khoảng 450 triệu người trong một năm bị mắc bệnh viêm phổi cộng đồng. Nhưng trong đó chết 4 triệu thì chiếm tỷ lệ là 7% trên toàn thế giới. Vì thế cho nên cái bệnh này, và đối với những nước mà đang phát triển như chúng ta thì nó lại gấp 5 lần. Vì thế cho nên chúng ta phải sợ ha. Rồi như vậy là phần trình bày của cô là đến đây là hết. Cô nói về cái phần viêm phổi cộng đồng là xong. Chúng ta sẽ đi ra, đi vào cái bài thứ hai. Đó là cái bài heo phế quản. Đáng lẽ là cho các em nghỉ, nhưng mà giờ mình đợi chừng nào mà nó tắt mình rồi các em nghỉ.